vào những ngày rằm hay mồng 1 tại chùa Hòa Hưng, thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Khi tiếng đại hồng chung sớm mai vừa dứt, cũng là lúc các đạo hữu nơi đây bắt tay chuẩn bị cho một bữa mì chay phục vụ mọi người. Bắt đầu ngày mới, không gian trai đường của chùa trở nên ấm áp. Mỗi người cùng đưa người thân của mình đến chùa để cùng nhau thưởng thức những tô mì chay nóng hổi. Còn thơm lừng, mùi lúa mới, mùi đậu phụ quê hương, mùi tương chao đậm đà nơi cửa chùa để khởi đầu cho một ngày chay tịnh thân tâm. Cũng với tô mì Quảng Chay, đã 4 năm qua, bằng sự vận động của Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo huyện Núi Thành, tại bếp quán chay Ngọc Thành, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, mỗi ngày 23 âm lịch hàng tháng là một ngày bận rộn để chuẩn bị cho các suất mì Quảng Chay tặng đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Bắt đầu từ buổi sáng, quý sư cô cùng các Phật tử thiện tâm, mỗi người một việc, mọi người cùng tuyển lựa những thực phẩm tươi ngon nhất để làm nên những hộp mì nóng hổi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để hiến tặng đến những bệnh nhân. Cô đã tham gia rất là lâu từ khi mà sư phát nguyện làm, và cô tham gia thường xuyên. Và cô cũng như mọi người là trong đến cái ngày 23 hàng tháng để mà được tới làm những cái suất mì cha này và đem lại những niềm vui, những cái chia sẻ cái niềm vui của nỗi đau những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Sau khi vào hộp xong, các suất mì Quảng Chay được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và từ đó chia đến các khoa phòng. Mặc dù chỉ là tô mì Quảng Chay đạm bạc, nhưng ai nấy cũng cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự sẻ chia của tấm lòng những người con Phật hướng đến những mảnh đời còn đang khốn khó. Trong 4 năm qua, Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo huyện Núi Thành vào ngày 23 hàng tháng nấu những suất mì chay dao động từ 500 đến 600 suất để tặng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Con cầu mong trong thời gian đến vẫn tiếp tục được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa trợ duyên về vật chất lẫn tinh thần để cho bếp cơm từ thiện xã hội Phật giáo huyện Núi Thành càng ngày càng lan tỏa rộng thêm ra. Những tô mì chay thật là những ký ức đẹp, để rồi ai đó có nhớ về xứ Quảng, thương về tô mì Quảng thì cũng nhớ thêm những tô mì chay ấm áp tình thân nơi chốn cửa thiền.